này nè, không nhất định là phải 10.000 miếng em. Dạ. Nó cũng tùy theo cái đợt nó rẻ hoặc nó mắc, nó nghịch mùa nó sẽ bị mắc đó em. Còn như nó vô cái mùa có khi 20.000, nó tùy theo cái, có khi nó 4 miếng thôi đó. Lấy miếng xài nữa. Ăn kêu vô hai lần cách cho. Nó tùy theo ấy. Cho miếng ruốc với miếng đường này được. Rồi được. Chưa ạ? Ai dùng ạ? Để sẵn này kìa. Có bọc sẵn rồi nè. Bé ơi, cái xoài chấm là chấm gì nè? Chấm rồi. Mình ăn muối Tây Ninh phải không? Chua không vậy? Không. Ăn thử là ngọt cả lắm. Còn giờ không chua đâu. Cái mùi thấy xanh quá là chua quá. Rồi, cảm ơn cô gái nha. Rồi, chàng trai, ăn gì vậy? Rồi có muốn cắt không hay ghi nguyên miếng? Cắt nha. Rồi, miếng hỏi đó ăn liền hẹn. Rồi, bữa nay chấm gì? Của mình 35.000. Người ta ăn hết không ta? Người này ăn cay không? Ờ, nó lớn thì con. Ờ, tuổi lớn có khi người ta không ăn hết. Là như người này không ăn hết được nè. Rồi, đầy đủ, cảm ơn nha. Quẩn quẩn dư ra mình cũng tranh thủ đi chùa. Này này ăn ngon. Thảo ăn cơm ngon nha. Ăn Thảo nha. Ăn cái kiểu bột. Của nó là nước mắm đường nha, của em là con chú cuốn đường. Cái này xanh này ăn với cơm ngon. Ngon, xài này ngon. Cái đó của em, cái này của cháu nè. Chị ăn mắm ruốc rồi được không chị? Dạ. Cái này chị ăn chị ưng luôn, ngon lắm. Nó chua, nó ngọt ngọt thả, ngọt giòn đã lắm. Cốc hả? Cốc chấm gì?
Ủa chị, bé con cóc là của con riêng không này, của chị riêng không? Chung luôn á hả? À, phải để em biết, em để. Anh ơi cho em xin cái đó đi, ở đây bỏ đây nè. Chị ơi, ai ăn chay á thì ăn muối giùm em nha, ăn mặn thì ăn muối. Ờ vậy đi. Để em nói vậy có người quên đó chị biết không? Bữa nay ngày chay. Rồi của mình 70 hết luôn chị gái. Muối của em là muối ăn chay được á. Tại có nhiều bạn ăn chay ăn lạc đó. Đúng rồi. Thử thách. Thử thách cái miệng. Cảm ơn chị. Ủa hổm dài là em lâu lắm rồi em mới lại đây phải không? Dạ. Lâu lắm rồi cái năm bự không? Cái giọng nói của em giống có một cái bạn kia cũng đến. À đó kia. Đó em đến đây là cái này còn nằm ở đây nè đúng không? Em cũng vậy, anh đâu cũng chạy chiếc xe đò đó. Ủa vậy lâu dữ vậy hả? Em ơi vậy là lâu lắm luôn rồi em. Lâu lắm rồi, trước đến là còn cái đang làm rồi kia đó. Chắc cỡ năm rồi chứ nhiều. Năm hả? Năm là lúc vừa mùa dịch đó hả? Trước dịch nữa. Mùa dịch vừa xong á hả? À đúng rồi, chắc là trước dịch nữa. Trước dịch nữa. Nếu như dịch vừa xong á là chị lúc trước là chị để cái bàn chị bán. Trước nữa, trước rồi còn chiếc xe của mình á. Tại giọng nói em nói. Chị mới thay lại hả? Đâu có thay. Hồi xe trước giờ mà tại vì chị lau chùi hoài. Dạ. Đợt này em này với em kia đó. Để chị lau miết à. Chiều bán là chị lau á. Chị lau miết à. Bởi vậy nhìn chắc mới chị, hả? Để là chị sẵn sàng cho khách đó hả? Đúng rồi. Có khi buổi trưa người ta lợi với em. Cái thời gian người ta ít đó. Người ta lợi rồi người ta chờ người ta thấy. Cái học sinh nè đi học của em. Ta thấy đông ta đi vậy em ơi. Xin lại cái mình giao học sinh nó đi liền, nó học liền, vô học liền. Nhiều khi nó quăng mấy cái sớ ở đây nè, thì mình làm thẳng cho nó lại lấy đi thôi à. Dạ. Trời nhìn mê luôn rồi. Trời ơi quen tay thôi. Chỉ có nghề này. Quen tay thôi, mọi người mà làm quen tay làm vẫn được. Dạ. Đâu có gì đâu. Nếu tại tụi mình học ít quá. Tại chị Duy là làm trong Sài Gòn mình rồi bỏ đá cho nên nó giòn lắm, nó ngon lắm. Sợ chua quá em ăn không được đó chứ. Chị của em 30 á đúng không? Bán rẻ mà. Trời bán rẻ quá ông bất ngờ. Vậy theo người bán rẻ bất thường. Rồi mấy người làm sáng đây là bả bán một đống luôn á. Thợ hồ quá. Thợ hồ cái gì nè, bán cười lắm, bán cho người ta ăn đã luôn á. Chạy đi. Phải em ta thợ hồ quá em. Là nghỉ trưa chút xíu á, tắm cơm rồi cái bà bán vậy không á. Nhiều người mấy người làm giá thợ hồ. Ta lợi em biết không, thợ hồ nhiều lắm. Kệ đi. Ta ăn cho người ta khỏe. Coi như không phải lỗ gì bao nhiêu. Quỳ vốn thì thôi, kệ đi. Gì đâu. Ta ăn. Bù quá tết lại chị nhé. Lời chỗ này bù quá chỗ kia. Chung mấy người đó lại là bán vậy không? Ta thợ hồ thì cái này là xài thái đúng không chị? À, cái không phải xài thái đâu. Xài thái em biết không, xài thái bây giờ nó nhạt lắm. Mà nó lại là nó bị mềm.
Còn cái này là nó bột mà nó giòn giòn. Mà cái chị nghĩ này nó không phải giống Việt Nam đâu. Chứ giờ biết ai bán xoài Đài Loan ha, xoài Đài Loan xoài to đó, ăn chợ lắm. Tùy tùy thêm mỗi người có cái sự chọn mỗi người. Như hôm bữa làm chị bán cái loại xoài tứ quý á, nó kiểu như nó già trái em biết không, trời nó vàng thua mà nó giòn á. Hôm nay chị cũng có tứ quý nhưng mà nó không có được già, nó hơi bị non, cho nên là cái lượng nó chị bán ít thôi. Nó non nó ngộ lắm vậy, nó già nó mới ngọt, còn nó non nó bị chua dữ lắm luôn. Mà ở đây cái đoạn đường này chị bán là người ta chịu ăn cái hơi còn ngọt xíu, đừng bị chua. Hai ly nha. Ngọt nha.
Mấy ngày chưa? Con thi hả? Con bận thi hả? Không có đâu. Chứ làm sao mấy ngày chưa á? Mấy nay làm biến nào á. Rồi, đúng rồi, ăn mà cũng làm biến nữa, thiệt tình luôn á. Con ơi, cái này nó không chua, nhưng mà cái ly sau con muốn ngọt thì dì Nhi làm ngọt cho con nha. Dạ. Dì Nhi nói chuyện không là ngọt rồi cho nên là... Con nít mà dễ giận lắm á nha. Nói sẵn chua lẹ với nó, mấy cháu nó không có chịu đâu á, con nít mà. Mình phải vui vẻ ngọt ngào với mấy cháu nó mới vui, nó mới ăn. Ủa con muối nào vậy? Bữa nay con ăn muối nào? Muối xào. Rồi có luôn. Nè, con ăn ngọt thì con ăn ly này đi. Để bạn kia ăn ly kia. Nay đãi nó nè. Nay con đãi nó nè. Rồi đó, đứa bịch muối khỏi nó đi ngoài rồi. Rồi thôi con tiền, rồi lấy con. Em ơi, em ăn gì? Em. Giống em á. Ok. Rồi cho em ly cana, ly me. Ly xoài đi. Xoài em ăn mắm ruốc được không? Xoài đi, muối riêng đi. Đúng rồi. Không lấy phải ăn. Chị để kiểu vậy cho em nè. Em ơi, cái này em chưa ăn thì chị sẽ để riêng cho mình nha. Riêng em, chứ không có đi dọn với em. Cái này thì chị sẽ làm chung cho em nha. Nó cái gì vậy? Cana. Nó không sao, thì nó sẽ ngon cho mình nha. Vừa có đủ mặn. Không, bị mặn. Của em 80 hết luôn. Đây, chị để ở ngoài hết nha. Em ăn em làm. Nó chỉ đổ vô cho chị là được. Hôm nay ngày chay, ai ăn chay thì ăn muối. Chay đúng, có ai ăn mặn không? Ăn mặn thì chị để cái mặn ở ngoài cho mình nha. Cái đó là em cái mắm ruốc em. Còn cái mắm ruốc ăn mặn, ăn chay thì cái mình ăn đó ăn mặn được, ăn chay được. Ăn chay thì chị làm lại nha, chị để lại nha. Rồi. Để cho mọi người tự chấm muối nha, nó sẽ là chay, còn có nước mắm, mắm đường là bị mặn á. Riêng cho em đi. Tại vì hôm nay là ngày chay. Chị có nghỉ vài ngày, có công chuyện á.
nghỉ nhiều lắm, 4 ngày là nhiều dữ lắm. Đi đám cưới em ơi, giờ em chặt cái gì với chị? Đủ thứ mà cay cay cũng được ha. Rồi có em nè, 30-70 ngàn hết luôn em ơi. Có hai muối trong đây nè, ăn thêm đi, lấy thêm, ăn thêm muối này không? Này à, này hả? Trong túi em có tiền không? Nói vậy em này 430 ngàn. Đúng không? Anh đưa em 200 ngàn. Em nguyên hay cắt cho em? Cắt. Cái này để nguyên cô cắn cũng được. Cái kia để về nó dày quá, cái loại vàng vàng nó dày quá, mọi người có người cắn không nổi. Giờ cũng còn nhỏ vậy. Hai đứa là nhỏ đâu, nhỏ nổi nữa. Giờ cái đang ăn bình thường. Bình thường không hay thay đĩa ê. Cắn nhỏ rồi nó ê, giờ mà cắn nó ê lắm. Kiểu vậy vậy nó ê em ha. Bị rớt chén này anh ơi. Qua đây mua giùm mình vậy thôi à. Có người xe ôm á, họ qua họ lấy giùm. Với lại Nhi cũng đứng ngoài đường á, đi xạo đô thị á. Dạ. Rồi tỷ thì cái này cái kia nó lu bu bấm qua bấm lại, rồi cái sợ đô thị lỡ không thấy được. Sợ đô thị lỡ chứ không gì á. Giờ lỡ buôn bán về hè thì chiều thôi. Thì phải gì Vinh, chị sợ đô thị mà đô thị có đường ta cũng được nha, nói nào ngay. Ta cũng kêu, ta thấy chị đứng không thấy ta cũng kêu thì chị chạy à. Anh ăn gì anh? Hai miếng rồi. Dạ. Có lấy mắm ruốc không anh? Đấy. Dạ. Bán rất là ngọt luôn á. Bán đồ chua mà ngọt. Ta là quen không? Ta người quen nè. Đi cống luôn. Dạ, đi cống. Em vui vui. Vui hả? 40 anh trai. Hai người á em. Dạ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ủa chị có chụp buộc nữa đó. Nửa ký. Của em nửa ký là 110 ngàn. Nó cũng 3 ly. Thì 3 ly 100 rồi. Ê à. Yếu nó lụm. Rồi anh trai ơi của mình 40. Rồi cảm ơn anh. Em là mẹ là chị Nhi làm sạch rồi nè, mà mẹ bữa nay mỏng nhỏ dữ lắm. Ừ, mẹ không có hột luôn. Không, với làm sạch rồi, ý là cưng thêm cái thịt này thôi nha. Cưng thịt không chứ. Cưng thịt không á. Sao con? Sao con? Cái đường mà có miễn tự chấm muối đúng không? Rồi. Anh lấy cho cháu 10 ngàn mẹ đường chấm muối. Rồi, mẹ đường chấm muối đúng không?
Ủa con ơi, cái phần ỏi luộc là dì Nhi lấy mà đồ trắng bình thường cho mình phải không? Cho ly me đường chắc muối cho cháu này. Ôi trời ơi, chị cắt ra cho mọi người dễ ăn á. Cho mọi người dễ ăn chứ để dài á nó có bị dướng sơ đâu, có người ta không ưng. Bỏ vài trái nữa đủ rồi, trái nữa. Nhìn kỹ kỹ nha, đừng bị thiếu. Nhi có bán hũ mắm ruốc, hũ gì? Hũ cao gì là 40, hũ lùn vậy là 30. À, nó cùng cái loại bên đó ra đó hả? Đúng, cũng một loại luôn. Dạ. Yeah. Nhưng mà mắm ruốc này có thể để ở ngoài được, không cần để tủ lạnh, ăn cũng ngon. Dạ. Rồi. Dạ, ổi luộc hay ổi sống? Chị ổi xài rồi chị chấm gì vậy chị? Chấm này đủ hết chị. Muối Tây Ninh. Ăn mắm vốn đường gì được không? Muối tôm với gì nữa? Mắm vốn đường được không? Ba muối muối cây lên muối nữa. Chị muốn chọn quá. Những cái muối này của em là muối chay không hả chị? Muối em muối chay không hả chị? Chị khỏi ăn muối ớt phải không? Những cái muối này ăn nó ngon hơn mẹ. Ý em nói muối nào cũng ăn chay được, chỉ có muối nào theo chị ăn chay cũng được hết á. Chị cứ thích cái nào chị cứ ăn. Nè có tắc nữa nè. Muối của em là 3 bịch muối cho chị. Rồi chào chị. Biết
thường thường á chị chỉ bán theo theo cái đợt xài á. Thôi ơi để con một phần hấp với một phần hà sao em, để con một phần hấp với một phần xài hấp chấm. Em biết ăn bánh rốt mắm đường không? Rồi biết thì chị làm nha. Ai ăn mặn thì ăn mắm ruốc mắm đường, ai ăn lạc ăn muối giùm chị nha, ăn chay á. Dạ sao ạ? Con hình xoài gì nữa. Em ơi một cái cà na cho mình hả? Sao xài? Me hay cà na? Cái xài này nè. Xài xài sống. Cái xài này lắc lên hay sao? Dạ đúng rồi. Đây chỉ có một phần xài bắt rút cho em rồi nha. Dạ. Còn thêm một phần xài lắc nữa phải dạ, không? Đúng rồi. Dạ. Thấy cái loại sống cho mình phải không? Dạ. Dạ. Anh lấy túi bỏ vô hai cái phần đó giùm em cho cô này. Con thêm hai phần nữa. Thêm hai phần đó rồi. Là cái phần nó để riêng hả em? Dạ. Anh bỏ vô cái bỏ thêm một mớ cây cho cổ giùm em đi. Rồi anh bỏ cây vô giùm em. Đúng rồi, còn làm một tí nữa không ạ? Ủa thêm hai phần nữa hay một em? Một phần ơi, một phần đấy là một phần cà na này, một phần đấy với một phần cà na. Rồi, một phần vậy với phần cà na. Bao nhiêu tiền đó con? Thôi cái này là 60 mà. Kia 80 là 14. Ủa y chang vậy hả? Đại chị. Đại chị xíu nha. Miếng ba miếng ăn liền luôn hả? Rồi có miếng nào ăn liền cho em không? Không. Giờ của cô đủ chưa? Không xài lắc nữa rồi, của cô đủ hả? Lấy tiền đủ rồi. Cứ đây bỏ bịch ra. Ủa em bữa nay ăn me nào vậy? Me tắt hay me ngâm này? Rồi anh bỏ vô trên cho em mấy cái cây đi. Rồi xài chị ghim cho em đi nha. Nó là hai phần giống nhau hả? Lấy phần này lại phải không? Không ăn phần này. Dạ. Rồi vậy là cái này đúng không? Dạ. Cái này là phần phần ngõ rồi xài cà na không có xài lắc. Nó hơi chua không? Cái đó không hết cái nào bỏ lại đó. Em không có cái nào em để lại cho em. Cái này bỏ lại. Ok. Dạ đưa em lại 40. Có chừng chua á, lộn. Cái này sợ nó hơi chua nha em. Đúng không? Rồi, cái loại này nó hơi chua. Ăn cái này đi. Cái này giòn ngọt nè. Chua quá sao em ăn? Bây giờ sao? Nhà nhưng mà chua đúng không? Này giòn ngọt cho em nè, rồi hai miếng chua cho thằng đó ăn đúng không? Thôi giòn ngọt hết đi, giờ đúng lộ. Ngon hơn, giòn ngọt ngon hơn. Cái xanh ngon lắm á. Nó chắc này ghét nó quá bởi cho nó ăn chua. Cái loại này nó không bị chua em. Cái này nó non quá, bởi vì chị bán thích cái loại này mấy bữa nay. Rồi đó, người bệnh muối thì nó tự làm. Năm chỗ. Khi nào ăn xong rồi tự đổ nha em, cơm xong tự đổ đây này vô giùm chị là được. Xong. Mày thanh niên như có chữa hay không? Ai mà thanh niên ăn nhiều ghê luôn á, nãy giờ thanh niên mua nhiều lắm luôn. Chị bán khách thanh niên nhiều lắm. Dạ, nhiều khách hàng luôn tại nhà. Quay mà đứng mà nhìn mình đứng không các bạn. Ôi mấy em này nó vừa chạy vừa ăn luôn á, bữa nay nó không ăn á. Mỗi hôm nó vừa chạy vừa ghi phục kỳ nó ăn luôn á.